Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog nhá. Hiện tại thì Tú đang có mặt tại bản Đán Dầu hay thôn Đán Dầu anh Sự nhỉ? Thôn Đán Dầu. Thuộc xã gì nhỉ anh Sự nhỉ? Xã Kim Linh. Đây là thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Thì ở đây là một cái huyện mà các bạn biết là có những cái trang sử rất là hào hùng trong cái cuộc mà chiến tranh biên giới Việt Trung. Thế thì hôm nay thì Tú được lên đây để cùng với anh Sự rồi bạn Thắng là sẽ lên trên này để xem là cái con đường à. MC trưởng thôn. À, chào trưởng thôn. À, hôm nay là Thắng đang làm đường ở trên này anh. Vâng. Chào anh nhé. Chào nhá. Vâng. Hôm nay thì lên đây là giới thiệu với em, đây là em Tú đầu kéo. Vâng. Nhìn thấy mặt thôi nhưng mà quen à? À nhìn trên TV à? Xem ở trên TV rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay thì Tú lên đây là sẽ có tặng ít xi măng và con, cho nên là thay mặt anh chị Đức Hương gửi tặng ít xi măng ở trên này. Bây giờ là mời cả nhà theo chân Tú đi lên trên. Hôm nay là vượt qua con đường ở đây là vô cùng mà hiểm trở mới lên được đến đây. Toàn là đường giải đá như thế này và đất đai lởm chởm rất là trơn. Đường bê tông lúc lên nó chưa. Bây giờ là mình dừng xe tập kết đây rồi đi xe máy lên trên à? Đấy, còn đây là mới đến ở đây là khu vực Đán Dầu, còn Đán Dầu 1, Đán Dầu 2, Đán Dầu 3 nữa. Còn trên cao nữa. Ôi, anh đã từng đi lên Đán Dầu 2 rồi. Vâng. Đán Dầu 3 thì anh còn chưa lên được. Ok, thế bây giờ mình sẽ là lên xe để đi lên trên. Chỗ này cách thành phố khoảng là gần 30 km nhỉ? Vâng, từ đây chỉ đi là 30 km. Bây giờ trước đây là cái đường này bây giờ làm chỉ nhỏ như này để đi xe máy nó được thôi nhỉ? Vâng. Không đi được ô tô. Đứng nhờ. Thế à? Đợt này ở Hà Giang mưa liên tục nhỉ? Vào mùa mưa thì sao ấy? Ở trên này thì mình có trồng cây gì không nhỉ anh nhỉ? Trồng lúa, trồng ngô. Trồng lúa, chỗ này ở vùng này vẫn trồng lúa được, lúa lương ấy nhỉ? Vâng, lúa lương, gọi lương. À. Trồng ngô. Trên vùng hoang mạc đá thì chủ yếu là trồng ngô thôi. Thế vật liệu trên này mình lấy kiểu gì được? Vật liệu thì ô tô chở về đây mà nó chở vào vẫn khó. À, ô tô vẫn lên được à? Ở đây bà con bắt đầu là gùi để chở đấy à? Ui rồi, à dùng xe máy chở à? Xe máy chở như này thôi. Vào từng ngõ ngách một. Tất cả. Thua lâu rồi á. Ui. Đây là chở cát đá này để mình trộn làm đường đấy à? Cát đá sỏi đây. Cát này lẫn với sỏi to đấy. Ui, chở được vật liệu lên đây cũng vất vả đấy nhờ. Cả một quá trình. Thế là bây giờ mình đang làm đường vào những cái nhánh nhỏ ấy à? Vâng. Chưa làm. À. Cho thì tốn nhiều vật liệu đấy, tốn nhiều công sức đó. À. Ui, dốc thế. Đường này nhỏ, đường này chỉ được bề rộng này chỉ được 80 ấy nhỉ? Đó, 1 mét à? 1 mét à? Ở trên này thì muốn chở vật liệu lên làm đường thì sẽ phải dùng xe máy ấy cả nhà, là sẽ là đóng những bao cát sỏi như thế này vào đấy, chở 2 bao vào rồi bắt đầu là chở vào trong kia. Còn ở trên mình đây là đang đứng ở cái khu vực nhà văn hóa thôn Đán Dầu. Trước đây là bạn Thắng cùng với những mạnh thường quân là đã
hỗ trợ xây dựng cái nhà văn hóa này. Mỗi lần mà trở lên này thì tốn xăng lắm, vì là đi cái đường nó rất là dốc ấy. Nghe thấy là có gì tặng cho Tú rồi ấy. Nghe 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 thấy có gì tặng rồi đấy. Lá đắng phải không? Bớt thoải mái luôn. Bớt thoải mái luôn. Trước đây chắc làm đường là có kẻ ấy, đúng không? Cho xe máy đi lại là có độ bám. Ui. Tít ra đến đầu cái góc cua đấy rồi à? Còn xa nữa. Đi đợt em lên ấy thì lúc mới đến khởi công đến đây thôi. Bắt đầu đi. Thì chỗ này cũng 70 ngày, 80 ngày rồi gì nữa. À. Quay lại đây thì đường làm được khá nhiều rồi. Bà con làm được như này là ác rồi ấy. Ông thấy là chở từng bao xi lên. Đúng rồi. Từng hạt cát về đây cơ mà. Ở à, đây là toàn bộ là bà con là tự bỏ sức ra làm đấy, là bạn Thắng bỏ sức hết, còn nhà tài trợ về vật liệu đúng không? Đán dầu 2 đi qua vách đá đấy á? Ui. Ở trên kia nó còn cái vách đứng này, mình đi bộ leo lên. Ủa ôi. Ở đán dầu 2 là trên đấy. Trên đấy. Mà có thời gian là cả ngày mà không phải đi xuống chân núi gì. Choáng phết nhỉ. Vâng. Anh leo lần thứ 3 là bây giờ bỏ anh lên. Đã lên rồi, lên. Lên rồi. Mình cứ tưởng là chỉ cái vùng trên kia mới có bà con người Mông, mà ở bên dưới này cũng dưới Vị Xuyên này cũng có luôn nhỉ. À đấy à. Ừ. Ông mà cứ tưởng là trên kia là Mông trắng, ở dưới này Mông xanh. À. À. Rồi còn Mông đen, Mông hoa nữa. Mông đỏ nữa phải. Mông đỏ thì tôi chưa nghe. Thấy nghe không? Người Mông có nhiều ấy. Như đội cái ái mí bọn đấy nó là Mông hoa. Mông hoa. Úi, nhường đường cho xe ưu tiên. À. Để những xe này ở đây là được là xe ưu tiên đấy. Ấy đi xuống cái dốc ấy. Nói bảo ấy thôi nhưng mà bà con chở hại xe lắm. Đúng rồi. Làm được trong tuyến đường ấy. Sợ hư xe như chơi ấy mày. Lúc mình đi bắt đầu mới làm, bây giờ về cỏ mọc ra cũng được. Đường là vừa đủ xe máy đi thôi. Khoảng 80 đến 1 mét nhỉ, tùy đoạn. Khoảng 80 cho đến 1 mét đúng không? Bề rộng. À. Chỗ này rộng hơn rồi đây. Có đoạn này thì rộng hơn nhỉ. Bà con mà sang bên này là làm đường cái là thông sang mười mấy hộ đi lên núi nhỉ? Và sao Thắng bụng là nhỏ hơn là thế các bác ạ? Đi leo núi nhiều, Tú ngồi ô tô nhiều. Thôi mà đi về đây chỉ 1-2 tháng thôi là cơ bụng lại có ngay. Em hôm đi lấy tăng cân về xuống cân rồi. Về xuống cân lại à? Vâng. Cái đường là đổ bắt đầu từ cái chỗ đấy về đây. Mình mấy hôm nay là lên trên vùng Hà Giang đây là leo núi, ngày nào cũng leo. Có mỗi ngày hôm qua là nghỉ thôi, nhưng mà hôm nay về lại tiếp tục leo rồi đấy. Đấy, xa nước là mát nhờ. Ôi. Ôi, chỗ này là quá mát luôn. Đầm luôn đâu ạ.
Bác anh em mình đi dép chứ chỗ này là ngon rồi đấy. Tránh cho đường xe xe. Nhường đường cho xe ưu tiên. Đấy đúng rồi. Đấy. Đấy. Bảo cát. Để hai bao luôn. Hai bao chi. Chào anh. Chào anh nhá. Sang đoạn này đổ đẹp hơn đấy nhỉ? À, chỗ này nhìn mặt đường đẹp này, rộng này. Càng có kinh nghiệm hơn ấy. Đúng rồi. Anh ra làng nói đúng luôn. Không, cái chỗ đầu kia là đổ trước rồi. À. Mới đổ sợ tốn vật liệu đây. Đúng rồi. Đúng là không, thực ra là bà con cũng không nghĩ rằng là sẽ làm được tiếp đoạn sau ấy, nên là làm tiết kiệm để kéo dài hơn được ấy, theo kiểu thế đấy. Đổ được như này là bà con phải cố gắng lắm đấy. Nói chung là có những nhà kiểu người ta không có xe máy ấy. Xe đang chuẩn bị lên dốc nha. Đôi khi nhiều lúc nói bảo đấy. Nhưng mà cũng phải tuyên truyền cho bà con, bảo bây giờ bà con chưa có tiền mua xe máy thì cứ đi làm đường á. Sau này là có đường nó ghét rồi là mua xe máy và đi lại nó sẽ thuận tiện. Đấy. Hai bao cát. Đây nặng lắm đấy. Nặng chứ. Mỗi bao chắc là cát mà đang cát ướt mà cả sỏi nữa. Ở đây có bao nhiêu hộ sinh sống nhà bạn Thắng nhỉ? Hiện giờ đang là 57 hộ. 57 hộ. Ừ. Hết cái triển này. Sang triển bên kia. Là bên này. Ui dồi ôi. Nghe thấy kệ qua vách núi kia là thấy. Đấy, bà con người Mông. Dùng mãi mới được khoảng hình như là bây giờ mới có 20 xe máy hả? À. Được bạn. Nó cũng mang tận dụng hết rồi. Nhà trưởng thôn trên này. Đây á? À? Trên này đấy. Ngay trên này đây. Ừ. Đầy đủ hết luôn. Nhưng mà xuống dưới này là khí hậu khác hẳn trên hoang mạc đá rồi. Chênh lệch nhau mấy độ rồi. Đúng rồi, nóng hơn. Nóng hơn nhưng mà vẫn mát hơn so với các tỉnh khác ấy. Ở đây mà thấy chịu hơn nhờ. Đến chỗ này là bà con đang tiếp tục đổ. À. Chỗ này đường đất. Toàn đường đất. À. Chào em. Con bú à? Xin chào. Đang làm đường giờ đấy. Tranh thủ lúc đấy là cho con bú. Tôi bản tí nha anh em, nhưng phải cố gắng nha. Có xác định mặc bà con là chấp nhận đấy. Hôm nay xác định mặc quần đen áo đen là thế mà. Chấp nhận lầy lội tí đấy. Đi làm đường mà. Ừ. Đường ngay không? Hơi nhảy nhộn tí. Mưa nhưng mà bà con vẫn làm ấy. Làm vào cái thời tiết nó mát mát này thì cái chất lượng mặt đường nó cũng tốt hơn này. Nó khô từ từ, nó không có như trời nắng. Đấy, phía trước là bà con đang làm này. À, gần được nửa rồi đấy. Quá nửa rồi, sang nhà ông Ngài quá nửa rồi. Đó. Bà con đang làm đây. Đây là toàn là các chị làm thôi. À thế à? Các anh phải đi chở một đá. Vâng, xin chào bác. Chào các bác, các chị. Sáng bây giờ đây à? Ôi mấy. À. Đã nhận ra bác Thắng rồi. Ngoan đấy nhỉ. Chào bà nhá. Anh được cơ ạ. Ừ, ngoan. Có chỗ nào đứng thông thoáng tí nhỉ? Đấy, bà con này. Đổ đường là không có một ông con trai nào. Con trai là đi làm ấy hết. Bị vào cái gai cây gạo. Đây là chị em. Đu, đây là hàng cây gạo. Lúc đấy là mình thấy cái ván dựng lên ấy, mình tưởng nó là cây cây. Không để ý. Đâu mà nhìn thấy là bám một phát vào. Xong rồi trượt ra, thế là đu tay vào cây gạo. Cắt
sang bên này á. Ok. Mình xách hộ anh cái anh. Để anh lau đi anh, nó vừa rơi rồi. La trên lá cây được. Ở cái này là nó sẵn có những cái từ thiên nhiên này, mình có thể là dùng nó là cầm được luôn. À có cái không, cây phân xanh này. Cỏ lao ấy, phân xanh ấy. Đấy. Cầm máu anh dùng đi. Vâng. Anh lấy cỏ lao, anh vò nát xong là vừa nãy thì dính gai à? Ờ đúng rồi, dính gai. Đó là cây gỗ bình thường. Đúng rồi, mình tưởng là cây gỗ. Bây giờ là bạn Tú, bạn ấy sẽ chuyển tiền. Em là người mà trực tiếp lại nhận và mua xi. Đấy. Đấy. Đây là mình thay mặt cho anh chị ở bên Mỹ là anh chị Đức Hương. Là có gửi cho mình thì cứ đi đâu mà mình thấy thích hợp thì mình cũng gọi là trao, thì mỗi nơi một ít để cho nó gọi là có cái dấu ấn của anh chị. Chứ cũng không gọi là gói gọn một nơi nào cả. Đây, anh ra làm đứng bên chỗ đó. Đây là mình gửi là số tiền là 5 triệu nhá. À, đếm lại hộ mình đi để mình cầm cái này cho. Đếm nhá. Đếm chậm chậm thôi, mày lại thiếu sao? Trưởng thôn là chuyên đếm tiền ngân hàng. Thiếu rồi lại phải bù chết rồi đấy nhá. Đủ rồi đúng không? Thế nhá. Mình thay mặt cho anh chị là gửi để bà con thêm tiền vào mua xi măng. Cũng thay mặt bà con nhân dân ở thôn Đán Dầu thì có bạn trưởng thôn lên rồi, cũng là người đã nhận tiền, thì cảm ơn anh chị Đức Hương. Đúng rồi. Đã chuyển tiền qua kênh bạn Tú, và cũng cảm ơn bạn Tú đã là một người cầu nối đến cho bà con nhân dân thôn Đán Dầu có được cái số tiền 5 triệu đồng để tiếp tục mua xi là đổ tiếp đoạn từ đây ra tiếp theo, đúng không? Xi. Rồi. Đấy. Này khô thì sẽ làm tiếp. Trong tổng đoạn đường này thì Thắng hiện giờ thì lúc đầu thì cũng nói là có xi của nhà nước, nhưng mà hiện giờ thì xi của nhà nước là vẫn mới chưa nhận được, và do là có một cái thôn ở dưới là nhận trước, đúng không? Có một số thôn ở dưới kia thì là nhận trước là do là mùa màng nên là họ vẫn làm được một nửa rồi, vẫn còn một nửa nữa. Thì thôn mình phải nhận sau đúng không? Thôn mình thì phải nhận lần thứ hai. Bởi vì là nó huyện cho vào thì cho hàng mấy chục tấn cơ. Mấy chục tấn một chúc xe cơ. Bạn Tú và bạn anh già làng Tây Nguyên có sức khỏe và lúc nào cũng có những quý cô bác ủng hộ, quan tâm, chia sẻ những cái mặt hàng, rồi là đăng ký kênh ủng hộ cho mọi người để mọi người có thể phát triển hơn. Hôm qua thì bạn Tú có nói với cả Tất Thắng rằng là tôi về là nhớ phải tặng tôi một gói lá đắng đấy. Hôm nay thì giữ đúng người hứa, mặc dù trời Hà Giang, thời tiết Hà Giang rất là mưa, phơi cái này nó rất là khó. Thắng vẫn phải dành cho bạn Tú. Nào lúc này là anh cầm suốt rồi, em Tú cứ nhìn nó chứ anh nói gì. Nó hơi vừa ngay, nó bị va chạm một chút, nó rơi xuống cái đường mà bà con đang làm. Đây là mặt hàng lá đắng trên kênh của Tất Thắng gửi tặng bạn Tú. Lúc nào ăn cũng cho nhớ về Nguyễn Tất Thắng ở Hà Giang. Đúng rồi. Có một người bạn ở rất là xa xôi. Đấy, anh em là khi mà đi với nhau thì có rất nhiều những cái kỷ niệm trong dọc cái hành trình xuyên Việt. Nay bạn Tú lên đây lại rơi máu. Thế mới nói là thì rơi điện thoại. Có nhiều thứ lắm mà anh em có kỷ niệm với nhau. Rơi túi. À thế à? Không, cái này thì sẽ là gói lá đắng mà phải nói là đặc biệt nhất của Việt Nam. Nó là có xi măng ở trên Đán Dầu. Thì không có một cái gói lá đắng nào mà được bạn Thắng tặng mà có dấu ấn đấy. Thế nên là cái này cũng là một cái mà rất là quý giá, mình vừa là dùng mà có công dụng là cho sức khỏe, nhưng mà cũng là cái để mình nhớ về bạn Thắng cũng như là Hà Giang đấy. Ok. Bây cảm giờ ơn bạn Thắng nhiều nhé. Xong là anh em mình đã di chuyển sang bên chỗ nhà của Si. Ông cẩn thận nhá, gió Lào nhá. Bên này là cái mép đường này là đất là hơi mềm ấy nhá. Hôm nay mình cũng được dịp mà tận mắt mà xem bà con làm đường trên này thì mới thấy cái sự mà vất vả để làm lên những cái con đường. Nhưng mà khi mà làm ra được những con đường này thì nó sẽ là mang cái giá trị rất là lâu dài để bà con có thể là đi lại vận chuyển lương thực cũng như là chở các cháu đi học, và sẽ là góp phần mà
thay đổi đời sống. Được bao nhiêu mét đường thôi nhưng mà cũng là một cái rất là tuyệt vời rồi. Thế này thoải mái, hai xe tránh nhau thoải mái luôn. À, hôm nay là mình bị cái cây gạo này này, mình bám vào đấy về tránh ngã nên là mới bị chảy máu. Thế thì mai tôi phải báo ông Xì là chuẩn bị máy súng bắn tốc độ cho các ông bà. Tạm thời nốc độ côn. Cảm ơn lắm rồi anh Thái. Đường đẹp là các ông bà này đi nhanh quá. Nước mình đây là lấy từ trên cái khe suối đấy xuống đấy phải không hả bà con? Dạ. À, các chị, các bà, các mẹ thì đi làm đường trộn vữa, còn các anh trai tráng là đi chở. Trơn đấy nhờ, nhầy nhụa luôn. Đường đi trơn thật. Đây anh cầm là lá túi đắng nhé, túi lá đắng nhá. Xe máy người ta chạy đi chạy lại nhiều thế này, nó tạo thành cái vẹt đường như thế này. Mình đang đi vào đây là nhà trưởng thôn ở Vạn Thắng. À, có cái view đẹp ấy nhỉ. À. À. Ôi đào chín rồi kìa. Có cái view nhìn ra đẹp thật. Nhưng mà đào này dễ bị sâu á. À. Quả đào ở trên này thì nó hay bị sâu. Nhìn ngon vậy thôi nhưng mà do bà con là không có phun thuốc cả nhà cho nên là bên trong ruột nó dễ sâu hơn. Mình thử quá mà. Có đào này anh ra làng này. Ôi. Ui. Với khó. Ừ. Chát lắm, ngon được. Không giống như hôm nọ ở trên cao nguyên đá. Chào chị nhá. Nhà trưởng thôn đây. Trên này khá cao là đẹp nhỉ. View đẹp ấy. Đấy. Vừa ngoài rửa chân tay nghe bạn Thắng bảo ối rồi ôi cái gì to thế. Bảo kiếm con lợn 30 cân không có hay làm con 60 cân à. Thịt đây là thịt lợn hôm nay đấy à? Lợn ngon quá nhờ. Bảo anh Sự đâu rồi, Thánh ra ớt tìm ớt đi. Bên này là đang nấu chảo gì đấy bác? Long à, long xào mướp đắng à? Vâng. Nhìn ngon nhờ. Đây, wow. Long gà à? Cả long gà, long lợn à? Có cả trứng gà đấy à? Vâng. Đây, có cả trứng gà đấy à? Ngon nhờ. Bây giờ, ngoài này nghe Trừng chế biến được nhiều món đấy nhờ. Ai dạ? Thế này hôm nọ nhớ hôm nọ ăn ở trên kia nóng hổi ăn ngon lắm. Ba chỉ ngon rồi. Làm miếng này, làm miếng này thèm quá rồi. Ăn cái này mới ngon rồi. Mỡ này nhá. Ở đây được cái là có bếp lúc, có nguồn nước nên là cũng nấu được nhiều món. Canh canh gì đây? Xương à? Bí à? Chỉ luộc bí à? À, tươm tất nhở như ăn cỗ này à?
canh xương ấy, nấu với gì đấy ạ? Vâng. Ngày hôm nay là mâm cơm bạn Thắng làm ở trên bản. Đây là làm con lợn ở trên này cho bà con làm đường ăn ở đây bữa trưa. Mâm cơm trưa ngày hôm nay đây. Có thịt lợn rang này, rồi gà, rồi thịt lợn này, lòng xào mướp đắng. Nhận được si vì tiếp tục lại cùng nhau đoàn kết để làm đường, để cho có đường đi lại cho nó thuận tiện, chở ngô chở thóc thì nó dễ hơn, đi nó nhanh hơn, xe cộ nó đỡ hỏng. Bây giờ đường xá nó khó khăn, đi lại xe nó nhanh hỏng, chở vật liệu vật kia nên cũng thấy là rất là vất vả. Nên là chỉ một thời gian nữa thôi là đường nó có rồi. Hôm nay thì để chào mừng mọi người đến với cả thôn Tán Dầu, thì thôn Tán Dầu cho một tràng pháo tay. Tiếp tục sau này này còn tiếp tục làm đường nữa nhá. Bây giờ thì mời anh em rót rượu và cảm ơn các anh em đã đến với cả thôn Tán Dầu. Anh già làng uống em nghỉ nhá. Nha. Mày chiều lái xe nhá. Mà người ngủ củ thức nha, các ông là cấm đăng dân số nhá. Có đường mới đăng dân số. Chờ dân số này gần này gần đây. À cấm tăng dân số nhá. À bên phụ nữ thì ăn cơm đồ mỏ. Còn bên đàn ông thì hầu chơi uống rượu nên là ăn cơm. Hầu chơi uống rượu. Nò mỏ là ăn cơm à? Ở vùng này bà con lại trồng được lúa nhỉ? Thế này có gạo ăn. Bên này có rượu chưa? Đây là đồ cái nhá. Ào, anh em ơi! Hay ba! Rô! Hay ba! Rô! Hay ba! Uống! Rồi, mời đi. Mời ba nhá. Rồi, nào á. Chấm mồi. Mình uống tí anh lái xe cho. Tí anh lái cho. Anh hôm nay ấy, lại uống anh lái cho. Ôi mời toàn thể các bác nhá. Xương ngon anh nhỉ? Xương ngon lại hầm nhừ ấy nhỉ? Nhừ ấy. Lợn bản gà bản. Lợn ngon. Gà đen rồi. Gà đen. Lợn bản này. Ăn hết ý. Đe bí ở nương này. Ông ăn thử canh này xem. Có canh nhạt không? Đâu. Canh nhạt nhưng mà cái bí ở đây ngon này. Bí này ngọt bí lắm. Bí nương anh ạ. Bí này. Nói chung là đây là đồ tự sản tự tiêu. Hôm nọ là tôi có ăn mà cái sao tôi đi ăn nó không béo mà thi nó khỏe. Ăn cái bí này là tôi ăn thay cơm rồi. Tức là hôm nọ lên đây ăn thấy ngon quá. Mình không ăn cơm ăn mỗi bí không? Bí luộc không? Cái đợt đầu tiên nhà anh em mình lên mổ con lợn ngon anh nhỉ. Cái bí này là ăn cả vỏ ngon nhỉ. Đây là xào rau cho gừng mình nữa. Ngon không? Không có gừng ấy. Gừng mùa này nó không trồng được. Giờ làng ăn ít đi nhỉ? Giờ làng đã dậy rồi. Này mình vẫn phải làm miếng cơm với thịt rang ấy. Xem cụ này cũng khấu bài đẹp lên tối. Cụ ấy một chén đầy à? Tối bảo quay được cái gì thế này? Cụ này lại cầm phe cụ buồn rồi đây là cái này là như là phần móng à? Móng móng. Cầm phe cụ buồn thế thôi. Ok. Anh em tặng ngựa không lấy, mình tặng rượu người ngủ đứt. Cái này cho thức đêm luôn. Phui lên thôi cả nhà, cho nên là ăn thịt nó rất là thơm. Cho cái bản như nó say rượu nửa đêm nó cầm que nó vụt cái quả. Cầm coi vụt rẻ. Thịt xào chấm chấm chéo mà. Con tuyệt vời luôn. Ở đây được cái là nguồn nước sẵn nhỉ, mà mình làm ở đây đỡ vất vả. Tiện nước hơn bên đấy. Tiện nước hơn bên hoa mặt đá. Nhưng mà nếu mà để chở vật liệu thì bên này vất hơn. Vất hơn. Bên kia là người ta là nghiền được luôn nhỉ. Đấy thì hôm nay là Tú đến là thay mặt anh chị Đức Hương là cũng gửi
5 triệu để cho bên thôn Đán Dầu là mua xi măng. Thì cũng cảm ơn bạn Thắng đã hỗ trợ là đưa đi lên trên này để đưa trực tiếp cho bên bà con trên thôn cũng như là xem được cái quá trình mà làm đường cũng rất là vất vả trong quá trình mà vận chuyển. Đôi khi là trên đường đi thì mình cũng không muốn là cho lẻ tẻ vì là nhiều khi là nó lẻ nó không giải quyết được gì thì về đây số tiền đấy là mình lại mua được biết bao nhiêu bao xi măng rồi, thêm được bao nhiêu mét đường đấy chẳng hạn nữa, thì nó để lại rất là cái giá trị là lâu dài hơn. Thế là mình là mua được khoảng bao nhiêu xi măng nhỉ Thắng nhỉ? 5 triệu. 80 bao. 80 bao à? Đấy, 80 bao đấy cả nhà. Thế là cũng rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh chị Đức Hương rất là nhiều. Thì tí nữa Tú sẽ trên đường về này sẽ quay chia sẻ cái đường anh em mình đi ô tô lên cũng rất là khó khăn nữa để gửi đến cả nhà sau. Tú quay cho cả nhà xem một chút về cái đoạn đường về. Lúc anh em mình đi lên thì cũng Tú cũng chưa bắt đầu là quay lên là cũng không có quay được. Đường khi đi vào Đán Dầu thì từ dưới chân dốc lên là có được một đoạn bê tông nhỉ, Minh nhỉ? Vâng. Sau đó tiếp theo lại đi đường đất đá nhỉ? Đường đất đá, đường này thì cũng giải cái khúc phối qua sơ bộ qua thôi, là để đi được. Đường rất là khó, mưa gió về, nó lũ về, nó trơ hết lên. Cũng may là hôm nay Tú không đi Suzuki lên đấy. Đi xe của Mạc Minh thì có dẫn động 4 bánh, có cài cầu luôn đấy. Công nhận xe này chạy sướng thật đấy, cầm lái rất là sướng luôn, đi khỏe, đạp ga nhẹ cái là dính ghế luôn. Đường xấu, mưa nữa chứ. Bây giờ là mình đã ra được cái đoạn xấu và đi xuống được đoạn đường bê tông. Cameraman quay ra bên ngoài trời cho các bác xem này nhá. Đám Dầu nằm ở phía trên kia, trên cao trên kia. Rồi sau đúng lời hứa của Tú với lại bố Xuân Hữu thì hôm nay là cũng thực hiện theo cái lời mời của chú nữa, là anh em mình là cũng có nhiều hẹn nhỉ. Dạ, hẹn vâng. Cả với riêng Xuân Hữu nữa. Vâng. Là đến đây để thăm nhà Xuân Hữu thì bây giờ mình đã gặp lại em Xuân Hữu. Đấy, hôm nọ là ở Hạ Thành Quán thì chú mời rất là nhiệt tình, mời cả Tú và anh già làng nữa đến đây. Thì toàn thể là anh em đã lên trên nhà rồi. Bây giờ thì xin mời Hữu giới thiệu chút về địa phương nhỉ. Xuân Hữu mến chào toàn thể quý cô bác anh chị trên kênh của anh Tú Đồ Kéo Vlog nhá. Đây là khu vực nhà của Xuân Hữu, quý cô bác anh chị cùng anh Tú và anh già làng. Đây, xin mời anh đi vào đây. Em giới thiệu qua một chút là nhà bên trên này là nhà bà. Nhà bà đấy à? Vâng, bà nội. Người nhà đấy à? Vâng. Chỗ mình đậu xe đây là vâng. Người nhà. À, chú là ở nhà này, bố nhà bố em này, bố có hai anh em trai thôi. Còn bố hai anh em trai. Vâng. Còn nhà này nhà em trai. Em trai ruột em á? Vâng, em trai ruột em. Bây giờ đang làm nhà sàn theo kiểu mới này. Vâng, đây là ngôi nhà sàn theo kiểu mới. Là làm cột bê tông. Cột bê tông ở dưới gầm sàn thì cao hơn 2 mét. Đây là mình có thể tận dụng sử dụng được hai sàn. Đúng sàn rồi. Trên và sườn dưới, ví dụ như mình có việc gì cố hỉ to mình ăn cơm ở trên nhà và ăn ở dưới này luôn. Ở dưới này. Mai là sẽ làm khi nào xong dọn dẹp chỗ này khu vực này không mình làm cái sân bên dưới nó sạch sẽ luôn anh. Chứ theo anh như anh mà thế nhá thì kể cả sau này cần nữa là quay một hàng đường sau cột nữa là cũng có thể làm thành những phòng ngủ được luôn đấy nhỉ. Dạ vâng, bên dưới này mình có thể quay từng phòng được. Bây giờ làm hay đấy nhỉ. Dạ vâng. Đỡ phải dùng đến gỗ. Vâng. Mà tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Nhưng mà giả sử như kinh phí để làm cái này mà phần bê tông này hết nhiều không em? Phần bê tông này thô thì có mất mấy trăm thôi mà. Mấy trăm à? Tầm mấy trăm? Mấy trăm. Khoảng 300 gì đó. 300? Vâng, 400 thì là để xong cái phần. Rồi, tùy theo cái thời điểm mà cái sắt nó đắt hay rẻ. Thế là bây giờ làm cái này là cũng rất là hay. Vâng. Bởi vì là... góp phần bảo vệ rừng anh ạ. Đấy. Mình ở quê mình cũng phải bảo vệ rừng. Không có cây cối nhiều như trước kia nữa. Còn mà anh cũng biết là lên Hà Giang lũ lụt rất là nhiều. Đúng rồi. Còn đây là nhà Xuân Hữu. Hữu. Đó là ngôi nhà truyền thống vâng. Ngày trước. Mà bây giờ Hữu là sống cùng với bố luôn đúng không? Vâng, em này ở với ông bà. Đấy, còn cột trai thì ở riêng. Cột đây vẫn bền nhờ. Dạ vâng, cái cột này chắc lắm anh ạ. Cột này gỗ gì đấy nhỉ? Chắc đấy. Cái này là một loại gỗ em cũng không nhớ tên là bố mà. À thế à? Nhớ cái lúc ngày trước cũng được đi hộ vác.
Bây giờ anh em mình lên nhà nhé. Bây giờ mời quý cô bác anh chị cùng với anh là anh Tú, mọi người lên nhà Sơn Hữu. Ở đây thì chú với lại các cháu ở gần nhau hết anh ạ. À. Có việc gì thì mình gọi nhau dễ, nhà thì nhiều đông anh em. Đây có ơi, cháu chào chú nhá. À. Anh em lên trước để ngồi trước, còn mình thì vừa ở dưới. Anh ra làng đây. Anh ra làng. Đây anh Tú đi tham quan nhà thì cứ để tham quan một chút thì Hữu giới thiệu chút. Vâng. Bên này cũng có một cái bàn uống nước anh ạ. Cái này là từ cái lúc mà hồi nhỏ rồi. À. Cái này phải chắc phải hai mấy năm rồi, cái bọc bộ bàn ghế này. Đây là mấy cái bằng khen, giấy khen của vợ của chồng. Cái này là của vợ. Mai Thị Nhàn là vợ đấy ạ. Từng kia được tuyên dương ạ, vợ đây. Đấy, vợ là về làm về bí thư đoàn thôn. Bí thư đoàn thôn. Vâng. Này, cần cái này là những tiết mục mà em đi thi cho huyện. À, đạt giải B. B. Tiết mục hát then. Vâng. Giấy khen này của xã. Còn bên này là cái giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh anh ạ. À. Này, đây là về của Hội Nghị Nhân dân đó. Cả huyện là mỗi mình em mà được tặng bằng khen đấy. Đấy, đấy là cả nhà là đến đây là xem là thấy là giấy khen mà thực tế của. Còn đây là một cái giấy khen vừa mới nhận năm ngoái cùng với anh Nguyễn Tất Thắng. Đó chính là cái bằng khen. Bằng khen đấy. Của Chủ tịch tỉnh Hà Giang về truyền thông. Đấy, giấy chứng nhận câu lạc bộ hát then. Vâng. Còn cái kia nữa là một cái huy chương Hà Giang. Huy còn cái B. Cái hôm mà em đi thi mà vàng cái huy chương vàng ở đây. À. Đây. Đây là mới luôn đây à? Vâng, năm 2022. Tức là 2 năm thi một lần ạ. Đây, cái này là hội diễn các đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp. Đây là toàn những anh tài thôi. Đây là hôm nay là Hữu cùng gia đình đã làm 30 mâm cơm ở đây. Dạ vâng. Để tí nữa là anh em ngày xưa cụ em là lấy hai vợ. À. Anh nhìn thấy bức ảnh ạ. Đó. Đấy. Đây là tức là ông nội em á. Ông cụ đấy. Ông cụ à? Ông cụ nuôi. À. Tức là cụ này là em trai ruột cụ em. Cụ út trong gia đình. Nhà em thì có 4 cụ. Và cụ này là cụ út. Đây là bếp bên kia là cũng bếp thì bếp mình xây bằng xi măng rồi bên đúng này, không? Xi măng. Đúng rồi. Trước khi mình đi tham quan chào bếp, em nha. Anh đây, tham quan trai, một Hữu. Một chút cái không gian em treo đàn ở đây. Anh vừa thấy rồi. Vâng. Anh cũng vừa thấy là rất là tò mò nên là để cho cả nhà sang đây là xem. Những cái đàn. Ô, nhưng mà cái này sao nhiều dây hơn? Cái đàn này đàn 6 dây. Là con Hữu đánh được cái 6 dây này. 6 dây này nó chơi khó hơn. Có phải đúng với chuyên môn của Hữu không? 6 dây thì không phải ai cũng chơi được. Nhưng mà Hữu có chơi được tí nào không? Em chơi được. Chơi được luôn. Vâng. Cái này... Hay là để tí nữa khi nào xong chương trình thì chơi tặng anh vâng. một khúc nhá. Cái này đơn giản mà. À, 6 dây nó giống guitar đấy à? Dạ vâng, giống guitar nhưng nó chơi khác guitar tí đàn tính. À. Để em test qua dây. Nó phải lên dây đây. À bây giờ mình mới thấy cái đàn then 6 dây. Lên dây nữa. À, đây là mình chưa lên dây đâu. Mới chưa lên dây. Nào. Mới chỉ là test thử qua đúng không? Thử qua thôi. Để tạm đây. Rồi thì đây là có cái là lưu niệm hội thi hát then toàn quốc. Vâng. Giao lưu các tỉnh phía Bắc mở rộng. Vâng. Là những cái chương trình mà em Hữu đã tham gia. Vâng. Đúng không? Có nhiều lắm. Đây nhiều lắm. Ui. Đây. Đây, nhiều. Cái review cho cả nhà xem một chút. Đây là đam mê hát then đàn tính phía Bắc, cũng là hội giao lưu mở rộng. Vâng. Rồi, mình treo lên đây được rồi. Cái này toàn đây là cái ở liệu. Hà Giang. Cái này ở Hà Giang, năm đấy là Hà Giang đăng cai và em là trưởng ban tổ chức. À. Một mình em đứng ra và kết nối các tỉnh là sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cho hơn 300 nghệ nhân. À. Vâng. Đấy. Lúc đấy là mình chưa có các đệ tử nhiều nên là một mình làm hơi vất tí anh. Còn bên sau đây là bếp đây đúng không? Dạ vâng, bếp em ở đằng sau. Bếp, đây tivi mở Nguyễn Tất Thắng. Chỗ này thì mình đứng ngó qua em chút thôi. Có bằng này gian bếp đây. À. Bếp thì vẫn đun củi bình thường. Vẫn nấu củi đây bình thường. Vẫn có bếp ga ở đây. Cũng khá là rộng rãi nhỉ. Vâng. Thoải mái rộng luôn. Hơi mở bội đi các bác không bạn. Bên này là còn đang chỗ vâng, mình nấu nướng vệ sinh khép kín luôn nhá. Rửa đầy đủ rồi, rửa tay cái này, rửa mát này.
Nguồn nước đây thì mình lấy từ đâu về em? Đây là nước giếng anh ạ. Nước giếng à? Vâng, khả năng bây giờ xong nhà của em trai là sẽ khoan. À. Bây giờ vẫn sử dụng nước giếng bởi vì ở đây thì sử dụng nước giếng nó vẫn là sạch. Rất là mát. Đấy thì tí nữa Tú cái video thăm nhà bạn Thắng thì sẽ phát, nhà bạn Hữu thì phát trên kênh Nguyễn Đức Thắng. Nên tí nữa thì trước khi kết thúc video thì mình sẽ nhờ em Hữu là tặng cho Tú một bài hát nữa. Vâng. để chia tay với Hà Giang. Dạ có anh nào? Hôm nay rất là vui. Được đến nhà em Xuân Hữu rồi cùng uống rượu với gia đình. Thì Tú đã quay xuyên suốt một cái video là lên Đán Dầu. Rồi xuống đây để mà gọi là cũng là gần như là gần hết cái tỉnh Hà Giang rồi. Và sau đó là mình cũng là tổng kết cái chuyến đi Hà Giang là tại ở nhà em Xuân Hữu. Thì cũng đến đây thì cũng rất là cảm ơn gia đình nhà chú. Nhất là chú là có cái lời mời là rất là nhiệt tình tới Tú cùng anh già làng Tây Nguyên. Anh già làng Tây Nguyên thì tối hôm nay không uống rượu là ngồi ở bên mâm lái xe. Vâng. Mâm lái xe thấy có vẻ đông hơn mâm này ấy nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Thì hôm nay đến đây thì xin phép trước tiên là uống riêng với chú một chén để cảm ơn chú. Vâng. Là có lời mời, với hai nữa là chú là cảm ơn đúng theo ý nguyện của chú. Vâng. Tức là chú phải không biết cháu đâu, với hai lái. Vâng. Phải nhờ cháu Thắng này. Đấy, với Mạc Minh là làm sao mà bảo là tàu kéo vlog này với gia làng Tôn Nguyên này vào nhà Xuân Hữu chơi. Vâng. Xuân Hữu chơi. Biết là biết quê hương làng bản. Vâng. Biết nhà, biết bố mẹ. Vâng. Dạ dạ. Làm sao? Thôi, cháu cảm ơn chú nhá. Cháu đến nhà đúng nhất thời vừa luôn. Chú hôm nay là cháu thấy là sức khỏe rồi, cái chắc là cái tuổi tác của chú là không thành vấn đề, nhưng mà được cái là lúc nào cũng giữ nụ cười, cho nên là nhìn chú là lúc nào cũng trẻ đấy. Thế là chú cười rất là nhiều, là vui. Cháu cảm ơn chú nhá. Chơi xem tivi nhiều rồi. Không, cười nhiều. Xem tivi là một chuyện, nhưng mà được cái là chú là vui tính, cười nhiều. Chú là với Tú là được đi vào, nếu mà có hội không sợ vạ là được vào chủ tịch hội không sợ vạ. Đấy. Nó khác biệt ở chỗ đấy. Bố làm giáo viên ở ngay đây này. Bây giờ thì trời rất mưa rất to luôn, và bây giờ Tú đang đợi em Xuân Hữu đang lên dây để chuẩn bị mà hát tặng cho Tú một bài hát nữa. Chắc là bạn nhờ bạn Thắng nhà mình làm một cái đồng khởi để rô cái nhở. Đây là đấy, sấm sét luôn, đang định nói là giọng hô sấm sét, cái là có sấm sét luôn. Em ơi, em ạ, em ơi, em quảng cáo đây. Đây là học trò Xuân Hữu cả nhà, là nàng Hương. Không, để Xuân để bạn Thắng ấy. Thắng với đủ át lại tiếng mưa. Anh em ơi. Hay ba. Rồ. Hay ba. Rồ. Hay ba. Có bao nhiêu? Đây là tiếng rồ át tiếng mưa. Vui quá. Vui quá. Tuyệt vời. Hôm nọ anh uống 5 lít. Vâng. Cái can rượu anh vơi đi một lửa ấy nhá. Can này là anh em mình rút ở trong cái hang ra. Là 20. Theo lời anh em mình là xuống đầu tháng 8 con này đi. Con nào nằm đó. Mình. Ô, đi. Đấy. Đấy. Mai hôm nay em mình dự bữa cơm thân mật gia đình. Anh em mình tuyệt vời rồi. Hiếu ơi, dạ. Trước khi vào chương trình văn nghệ thì anh xin mời em một chén. Nhiều hàng đá có lẽ. Vâng. Để cảm ơn em cùng với gia đình là đã là đón tiếp anh em, và cũng như là đã thực hiện được đúng là như kiểu là cái mong ước của anh là đến thăm nhà em. Anh Gia Láng ơi, ngồi cạnh đây một tí. Nâng ly không uống được anh ơi. À vâng. Bây giờ là cái này là sầu riêng. Anh em mình là cùng team sầu riêng, là ăn được sầu riêng đúng không? Dạ. Em mời anh chú nhá. Anh mời Minh, quan anh cho anh mời đôi bạn thân đã, cho mời Mạc Minh chứng kiến đi. Vâng. Nha. Vâng. Đấy. Bạn xong rồi bạn chứng kiến đi. Chứng kiến đi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh chú nhá. Cảm ơn em nhá. Hôm nay đón tiếp anh có gì mà chưa được tốt thì có gì anh chú thông cảm cho các em nhá. Không đâu, anh hôm nay là uống nhiều nhất trong các hôm ấy. Dạ vâng. Đấy. Ơi, ăn tâm đi. Có không ai này rồi.
Anh em bắt tay cái cho nồng ấm. Rồi, ba anh em mình. Rồi, bây giờ Tú cũng xin mượn lời ca của em Xuân Hữu để kết thúc cái chương trình của Tú tại Hà Giang. Thì bây giờ xin mời Xuân Hữu là gửi tặng tới quý vị khán giả kênh Xe Đầu Kéo Vlog một ca khúc do Xuân Hữu là tự chọn. Con mình quê em. Anh Tú ơi, trời đang mưa rất là to. Theo quan niệm của dân gian ấy, về tín ngưỡng ấy, giả sử nhà mình có khách về mà có mưa to là các cụ muốn giữ mình ở lại, không muốn cho con cháu là đi. Đấy, như thế. Em sẽ hát tặng anh với toàn thể chứ có ba anh chị trên kênh và hát được một tên là Quang Minh quê em. Nhưng mà tôi khoan đã này, để anh phải đề xuất một cái bài hát mà anh rất là yêu thích. Dạ. Đó là Đường Về Bản Em. Đường Về Bản Em. Xong rồi đến bàn đấy. Okay. Vì là Tú là đã đi rất là nhiều bản làng và rất là yêu các bản làng của Việt Nam mình. Vâng. Cho nên là có thể là như mà hôm anh em mình đi sang bên Cao Bằng cũng được nghe hát then. Vâng. Thì lúc đấy mà vẫn nói với những người xung quanh là rất là nhớ đến Xuân Hữu. Vâng. Là được nghe tiếng hát của Xuân Hữu là cũng có nghe bài Đường Về Bản Em bên đấy. Thì bây giờ là xin mời cả nhà nghe bài Đường Về Bản Em. Sau đó là đến cái ca khúc của Xuân Hữu. Ok anh. Và cuối cùng nhất là hai em cùng tôi nhé. Ok. Liên khúc luôn. Đi cùng nhá. Đường về quê chúng em xa vời, vượt người non chín sông người ơi. Có đào nở rộng, có mận chín đánh ong nanh mật ong thơm ngạt ngào. Là bản lan sông giữa trời mây. Người ơi, đã yêu thì xa mây núi cùng qua ơi. Dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới nhé, lấy tiếng lượn dắt lối người thương tăng. Hồi chung còn năm nào anh có nhớ, ánh mắt nhìn cho tình ngần ngơ vì nó ơi. Đường cái quan dẫn tới bản em, được lát bằng đá xanh ngôi biển. Từng bầy chim lượn hót liêu lo. Hơi hoa hãy ngắm nhìn các chị các em mình, bắt dòng sông ngược nối về mơ. Nước trong xanh dịu mắt, dòng nước tới mương cao để ngô khoai xanh tốt. Dòng nước tới cánh đồng để hạt lúa thêm bông. Dòng nước tới bờ mương để đàn em câu cá. Rồi 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 rồi. Dòng nước tới nhà sàn để anh đón em về. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Cố vùng cao về xuôi thế đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đêm sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Điền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, để cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu Tuyền Quang. Tuyền Quang có yêu Hà Giang, Hà Giang mến yêu Hà Tĩnh,
Hà Tĩnh có yêu Hà Giang. Đến 3 giờ sáng mới yêu. Hà Giang mến yêu Con Tum, Con Tum có yêu Hà Giang. Ok, yêu được đúng rồi. Đâu, ca khúc phải quê của em mà. Dạ. Quê. Bây giờ tiếng hát nó không ắt được tiếng mưa nữa anh ạ. Bây giờ cả nhà mình cùng dỗ một cái thật to đi. Đấy, Tú là đi rất là nhiều ngày, em Xuân Hữu đến bây giờ mà phải thuộc đến tất cả những bài hát đến 50% rồi. Chứ không phải là ít nữa, có bài hát thuộc 70%. Và giờ ngoài trời mưa rất là to rồi là Hữu cũng không thể hát được. Bài hát rồi, được. Bắt đi luôn. Kết thúc clip rồi. Anh ra đâu nhỉ? Nào anh em ơi! Dô! Ô! Này có hôm nay có đồng hồ rực rỡ quá. Kênh của Thất Thắng này về nhà vui lắm. Vâng, cảm ơn chú nha. À, Tú xin cảm ơn rất là nhiều đến bạn Thắng cũng là đã đưa Tú đi trải nghiệm những cái cung đường của Hà Giang rồi giúp tớ là Tú là đi đến cái khu vực bản Đán Dầu để trao giúp cho anh chị Đức Hương về cái số tiền, và Tú cũng bàn với anh chị Đức Hương là cái số tiền còn lại thì Tú là sẽ hỗ trợ một cái hộ rất là khó khăn mà trong cái chuyến đi về Nghệ An ấy. Bạn Thắng có thấy một gia đình mà có ông bố nuôi ba con mà ở trong một túp lều lụt sụp thì đang có kế hoạch mình sẽ là giúp là xây nhà cho người ta. Vì thực ra là đi với bạn Thắng thì mình có một cái năng lượng rất là tích cực về để yêu thương và đùm bọc giúp đỡ những người khó khăn. Thế cho nên là sau chuyến đi này Tú cũng sẽ là về cố gắng làm những cái nội dung nó theo cái chiều hướng tích cực nhiều hơn để giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Cũng là theo cái tâm nguyện mà từ lâu năm của Tú rồi. Nhưng mà phải nói là trong cái chuyến đi lần này thì đi cùng bạn Thắng là mình lại gọi là học hỏi rất là nhiều điều về cái điều mà giúp đỡ cho bà con. Nên là cảm ơn bạn Thắng một lần nữa nhá. Vỗ tay. Mà thôi, tuyệt vời. Này, xin các chú riêng tư uống một chén ở đây luôn. Vì đây là bạn Thắng, nó là một cái nguồn động lực để cho Tú về tới đây sẽ giúp bà con làm một cái căn nhà. Ok. Cũng là căn nhà mà dấu ấn mà bạn Thắng về với Nghệ An đấy. Ok. Thế cho nên là cái này là phải nói là tuyệt vời. Giai điểm không vấn đề. Anh chàng hai bạn cùng tuổi một trăm tay nữa nhỉ. Cảm ơn cả nhà đã yêu mến đồng hành cùng những video của Tú và tất cả những anh em ở đây nhá. Và nhớ ủng hộ cho em Xuân Hữu Đàn Tính. Tạm biệt cả nhà nhá. Xin chào các bác nhá. Nhớ ủng hộ cho cả bố Xuân Hữu. Chuẩn bị lập kênh trai bản đấy. Bố là không đi cả các cụ này, các cụ đấy, một mình ở giữa. Hai bạn cơ.